Xin chào quý vị và bà con. Trong tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa dự báo phổ biến từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo từ đêm ngày 21 tháng 6, mưa có xu hướng gia tăng cả diện và lượng. Vùng mưa sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Thưa bà con, từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh than do tham gia mổ và ăn thịt trâu chết. Do đó, chính quyền địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vệ sinh môi trường, nhà ở, chuồng chăn nuôi gia súc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thực hiện ăn chín uống nước đun sôi để nguội, vận động người dân không ăn rau sống, không ăn thực phẩm liên quan đến động vật ốm chết. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi cho phép lưu hành trên thị trường. Nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia súc mắc bệnh, chết bất thường trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia súc bị bệnh. Trở lại với thời tiết miền Trung, trong 3 ngày tới, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trưa chiều giảm thấp, phổ biến ở từ 50 cho đến 65%. Dự báo nắng nóng ở các tỉnh thành phố miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.